100 sự thật bạn chưa giờ được biết về Triều Tiên. Triều Tiên từ lâu được coi là đất nước bí ẩn của thế giới hiện đại. Quốc gia này có rất nhiều những quy tắc nghiêm ngặt. Điều bình thường trong cuộc sống của họ lại là thứ đáng ngạc nhiên đối với chúng ta. Những gì chúng ta biết về Triều Tiên thông qua TV hoặc qua lời kể của một vài người dân nước họ thì Triều Tiên quả là một đất nước tồi tệ. Chỉ cần tưởng tượng cuộc sống dưới chế độ độc tài, khi mà quyền được sống và quyền được tự do của bạn bị quản thúc và xâm phạm nặng nề. Cái điều đó thật sự là khủng khiếp đấy. Nhưng mà sự thật thì có phải là như vậy hay không? Hãy cùng Taka tìm hiểu nhé. Số 1. Nguyên tắc đầu tiên khách du lịch đến đây cần phải nhớ là bạn không được phép gọi Triều Tiên là North Korea, mà phải gọi tên đầy đủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Số 2. Phát tán tranh ảnh khiêu dâm, xỉu kinh thánh hoặc là xem phim Hàn Quốc có thể sẽ bị tử hình. Số 3. Kim Jong-il, cha của lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un, từng chi 700.000 bảng Anh một năm cho hãng rượu Hennessy. Con số này tương đương khoảng 913.000 đô theo tỷ giá hiện hành. Trong khi đó, thu nhập trung bình của một công dân Triều Tiên theo một ước tính vào năm 2013 vào khoảng 1.000 đô đến 2.000 đô một năm. Bạn sẽ phải há hốc mồm trước sự chịu chơi của cố lãnh đạo này. Số 4. Mặc dù việc du lịch ở quốc gia này còn gây nhiều tranh cãi, chỉ cần bạn không phải người làm truyền thông, việc đi vào Triều Tiên thì không thực sự là quá khó. Số 5. Du lịch đến Triều Tiên đòi hỏi phải có hướng dẫn viên đi kèm. Bạn không thể nào tự ra khỏi phòng khách sạn hay là qua đường xem đồ nếu mà không có người hộ tống. Số 6. Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Cái này mới lạ à nha. Số 7. Kim Il-sung hay Kim Nhật Thành được coi là nhà lãnh đạo đời đời của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Số 8. Lễ hội Arirang là hoạt động đại chúng lớn nhất và đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Khoảng 100.000 người tham gia mỗi năm, và trong khi toàn bộ dân số của nước này chỉ vào khoảng 25 triệu người. Số 9. Thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên chỉ có thể so sánh với các nước châu Phi kém phát triển như là Zimbabwe, Tanzania và Senegal. Số 10. Nếu bạn chưa biết, Triều Tiên có 3 kênh truyền hình, trong đó có 2 kênh chỉ phát sóng vào cuối tuần, kênh còn lại chỉ xem được vào buổi chiều. 11. Người nước ngoài không được chụp ảnh hoặc thậm chí là nói chuyện với người dân địa phương khi mà chưa được cho phép. 12. Vào năm 1962, một người lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong suốt quãng đời còn lại mà không thể nào quay trở về nước. 13. Trong suốt những năm 1990, tất cả mọi giáo viên đều bị bắt buộc học đàn accordion. 14. Những người sinh ra sau chiến tranh Liên Triều vào cuối những năm 1950 thấp hơn 2 inch so với người Hàn Quốc. Lý giải tình trạng trên là do cái sự thiếu đói trên cả nước. 15. Du khách không được dùng tiền won. Các quốc gia thì thường ưu tiên du khách dùng những đồng tiền riêng của đất nước mình cho khoản chi phí. Nhưng mà Triều Tiên thì không như vậy. Dù won là tiền tệ địa phương, du khách nước ngoài vẫn phải sử dụng một trong 3 loại: euro, đô hoặc là nhân dân tệ. 16. Có rất nhiều người Triều Tiên muốn đào tàu khỏi nước mình. Để làm điều này họ mất khoảng 8.000 đô la Mỹ thông qua môi giới, chủ yếu thì do người Trung Quốc tổ chức. 17. Kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, việc vượt biên trốn khỏi Triều Tiên đã trở nên nguy hiểm hơn và đắt đỏ hơn gấp đôi. Mặc dù vậy thì vẫn có rất nhiều vụ đào tàu khỏi Triều Tiên diễn ra suốt nhiều năm qua. 18. Tư tưởng chủ thể, Juche, là tư tưởng chính thống của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là sản phẩm trí tuệ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Học thuyết này cho rằng con người là chủ thể trung tâm và quyết định tất cả mọi thứ ở trên đời. 19. Triều Tiên có đội quân lớn nhất thế giới, bao gồm lực lượng tại ngũ, dự bị và bán quân sự, với quân số là 7,7 triệu người. Mỹ thì chỉ có khoảng 1,5 triệu binh sĩ tại ngũ. 20.
chỉ có thể từ hai nước để tới Triều Tiên. Du khách để vào được Triều Tiên đều chỉ có thể đi từ Nga hoặc là Trung Quốc sang. 21. Sân vận động Mây Đầy, sân mùng 1 tháng 5, với sức chứa 150.000 chỗ ngồi, được đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và cũng là sân vận động lớn nhất thế giới. 22. Một điều thú vị ở Triều Tiên là hai loài hoa có tên Hào Hào, tên của hai vị lãnh tụ đã mất. Hoa Kim Il-sung-gya, Kim Il-sung và hoa Kim Jong-il-ya, Kim Jong-il. 23. Kể từ ngày 15 tháng 8, Triều Tiên có một múi giờ riêng lấy tên thủ đô Bình Nhưỡng, Pyongyang Time. Chậm hơn so giờ của Nhật Bản là 30 phút. Đó chính là GMT cộng 8:30. 24. Người Triều Tiên thì không tổ chức sinh nhật vào ngày 8 tháng 7 và ngày 17 tháng 12, vì đây là hai ngày mà Chủ tịch Kim Il-sung và Kim Jong-il lần lượt qua đời. 25. Khách sạn Ryugyeon là một tòa nhà hình kim tự tháp cao tới tận 105 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng, từng đứng vị trí khách sạn cao nhất thế giới trong khoảng 20 năm. 26. Không có tội phạm có tổ chức, rất là ít tội phạm hình sự và các hành động phá hoại, như là biểu tình ôn hòa ở một nước nào đó chẳng hạn. 27. Biết đọc và viết, được hiểu là những người từ 15 tuổi trở lên có thể đọc và viết. Triều Tiên thì tự báo cáo tỷ lệ biết chữ của nước này là 100% cho cả nam giới và phụ nữ. Tự báo cáo nha. Bạn có tin được điều này hay không? 28. Người dân Triều Tiên gọi người Mỹ là mũi to. Sao lại không phải cái gì khác to nhỉ? 29. Người dân ở nước này thì không cần đóng thuế thu nhập. 30. Ở Bắc Triều Tiên, họ chỉ thích xem phim Hollywood, ví dụ như là Titanic và Die Hard. Tuy nhiên, người Triều Tiên thường không biết chính xác nơi những bộ phim được quay. Rốt cuộc, họ nhận ra không chỉ có người Mỹ là mũi to. 31. Triều Tiên chia công dân của mình thành 51 tầng lớp khác nhau và dùng hệ thống phân loại đó làm công cụ phân biệt đối xử về mặt xã hội và chính trị đối với công dân này kể từ khi họ ra đời. 32. Cố lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành sinh đúng vào ngày tàu Titanic bị đắm, 15 tháng 4 năm 1912. 33. Vào những năm 1950, sau chiến tranh hai miền, Triều Tiên xây dựng Kim-jong-dong, làng hòa bình, một thành phố có thể nhìn thấy từ biên giới nhằm thu hút người Hàn Quốc kéo đến. 34. Có một câu chuyện thú vị khác liên quan đến Kim-jong-dong. Trong suốt nhiều năm, nó mở loa phóng thanh mô tả những thú vui khi sống ở Bắc Triều Tiên cho những người ở phía Nam biết. 35. Cái tên Kim Jong-un là duy nhất. Chắc chắn rồi, bố ai mà dám đặt tên của lãnh tụ chứ. 36. Bắc Triều Tiên thì có nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với cả nam và nữ. 37. Đất nước này đã có hơn 70 năm công nghiệp hóa hạng nặng, sắt và thép. Nhờ vậy, Triều Tiên xuất xưởng được nhiều mẫu ô tô thương hiệu bản xứ từ suốt nhiều năm nay. Một trong những công ty sản xuất ô tô nổi tiếng nhất của Triều Tiên là Pyeongwa Motor. 38. Ngoài xe hơi thì người Triều Tiên còn tự sản xuất được smartphone nữa cơ. Vào năm 2016, CIA ước tính có khoảng hơn 3 triệu thuê bao di động tại Triều Tiên. 39. Đây cũng là quốc gia duy nhất chuẩn hóa kiểu tóc cho người dân với 28 kiểu. Trong đó thì có 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho đàn ông. 40. Tại nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, các trận bóng trong World Cup 2014 được chiếu nhân dân xem, dù cho là chậm hơn giờ bóng lăn khoảng 24 đến 36 giờ. 41. Có 25.554 km đường giao thông ở Triều Tiên, nhưng mà chỉ có 724 km được rải nhựa, tương đương với tỷ lệ siêu siêu nhỏ, 2,83%. 42. Triều Tiên là quốc gia có nền khoa học, thể thao và nghệ thuật rất là phát triển, phục vụ các nhu cầu cơ bản của đất nước và con người. Con người là trọng tâm ưu tiên trong chiến lược phát triển. 43. Mọi hoạt động thể thao, nghệ thuật đều miễn phí. Các sân vận động, trung tâm văn hóa, bảo tàng, rạp hát, rạp chiếu phim và thư viện thì đều không có bán vé. Cái này nghe hay hay à nha.
44. Nhà nước cũng đảm bảo cung cấp lương thực cho tất cả các công dân. Cái này thì cũng rất là hay, không sợ đói nữa. Còn có đói hay không thì chúng ta phải sống ở đó mới biết được. 45. Không được gọi điện thoại ra nước ngoài. 46. Triều Tiên và Israel là hai quốc gia duy nhất không đóng dấu của nước họ lên hộ chiếu của du khách, mà thay thế bằng một tờ giấy cấp riêng biệt. 47. Máy tính ở Triều Tiên sử dụng hệ điều hành riêng gọi là Red Star OS, hệ điều hành sao đỏ, được phát triển bởi Korea Computer Center đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và dựa trên mã nguồn mở của hệ điều hành Linux. 48. Ở Triều Tiên thì chỉ có quân đội và những người làm trong chính phủ mới được sở hữu xe hơi riêng. 49. Người dân địa phương rất là tự hào về công thức làm kim chi và thịt chó quay. 50. Mỗi năm tổ chức phi chính phủ Freedom House đều xếp hạng 20 quốc gia bị kiểm soát chặt chẽ nhất hành tinh theo một loạt tiêu chí. Triều Tiên thì chỉ đứng thứ 3 trong danh sách, xếp sau Somalia và Syria. 51. Họ thích phim Family Guy và nhạc The Beatles. 52. Khách du lịch có thể bị bắt giữ và phạt lao động nếu mà không tuân thủ luật lệ, nhưng mà nguy cơ bị bắt cóc trong một vụ tấn công khủng bố là rất rất thấp. 53. Cơ quan phát triển không gian quốc gia của Triều Tiên được gọi là NADA. Nghe giống NASA đúng không? Từ này trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là nothing, chẳng có gì hết. 54. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành từng cho rằng quần thì là trang phục thuộc về nam giới. 55. Pháp là có tới 3.400 bức tượng của Kim Nhật Thành. 56. Bia rượu thì được uống thoải mái nha. 57. Triều Tiên cho thuê lực lượng lao động làm việc ở Siberia với nỗ lực tìm kiếm ngoại tệ. Quân đội nước này cũng sử dụng nhiều hàng hóa và thiết bị từ tận thời Liên Xô. 58. Lịch của người Triều Tiên tính từ ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ngày 15 tháng 4 năm 1912. Nghe rất là dị đúng không nào? 59. Nhà ở được nhà nước đảm bảo cho tất cả mọi người, hoàn toàn miễn phí. 60. Tự do tôn giáo được đảm bảo bằng pháp luật, được phép xây dựng các công trình tôn giáo và tổ chức các nghi lễ tôn giáo. 61. Nền y tế công lập đủ khả năng đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 62. Không có nguồn cung cấp nước nóng trong nhà của người dân Triều Tiên, do đó họ thường ghé các nhà tắm công cộng. 63. Trong năm 2015, Triều Tiên và Somalia cùng đồng hạng là những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Trong số 174 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá theo thang điểm từ 0, tham nhũng cao, đến 100, rất minh bạch, thì Triều Tiên ghi điểm là 8. 64. Đội Triều Tiên sau 44 năm mới trở lại vào vòng chung kết World Cup năm 2010. Triều Tiên đã đem đến cho Brazil 90 phút mướt mồ hôi trong trận đấu này. Bị dẫn trước 2 bàn, nhưng mà đại diện châu Á không vỡ trận, chỉ thua 1-2 nhờ bàn gỡ ở phút chót. 65. Triều Tiên là đất nước đề cao truyền thống. Họ luôn chú trọng phát triển các hoạt động tập thể nhằm gia tăng tính gắn kết cộng đồng. 66. Nếu bạn đến đây, chắc chắn sẽ không có chuyện bạn bắt gặp hình ảnh người dân Triều Tiên ra đường với điện thoại thông minh. Cũng không có chuyện người dân ngồi một quán cà phê nào đó suốt thời gian dài chỉ để mà lướt web. 67. Trẻ em ở đây được giáo dục rất là nghiêm ngặt. 68. Tuy nhiên là con em nước này có vẻ khá thiệt thòi so với trẻ em trên thế giới, vì không hề biết đến thông tin trên mạng, không biết cả các mạng xã hội như là Facebook hay Twitter, và không biết là trẻ em ở Triều Tiên có biết đến Baby Shark hay không. Thật là thiệt thòi đấy. 69. Người Triều Tiên tin rằng cả bán đảo Triều Tiên là một quốc gia thống nhất. 70. Đất nước này hoàn toàn không có ma túy. Đúng rồi, bạn không nghe lầm đâu. Ngoại trừ rượu thuốc lá, món này thì được dùng khá nhiều, cũng như là ta và Nga vậy. Thì ngoài ra, không ai biết ma túy là cái gì hết. 71. Công nhân là chủ sở hữu các nhà máy xí nghiệp, nông trang, được quyền tham gia mọi quyết định của tập thể sản xuất. 72. Các kỳ nghỉ của người lao động được đài thọ hoàn toàn bằng tiền của nhà nước.
được nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ở các spa, khách sạn và các nhà nghỉ dành cho tất cả người lao động. 73. Người lao động làm việc 8 giờ một ngày, từ thứ Hai cho đến thứ Năm. 74. Thứ Sáu tham gia trên cơ sở tình nguyện các hoạt động lao động cộng sản. 75. Với 32 giờ làm việc một tuần, Triều Tiên là quốc gia có số giờ làm việc quy định ít nhất thế giới. 76. Việc làm thì được nhà nước đảm bảo, không có ai thất nghiệp. 77. Mỗi người đều có quyền lựa chọn công việc theo nguyện vọng, nếu mà đáp ứng được các yêu cầu, nếu không thì vẫn được sắp xếp công việc khác. 78. Nông dân, hay còn gọi là công nhân nông nghiệp và thợ mỏ được hưởng lương cao nhất. 79. Không có khái niệm sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 80. Nền giáo dục hoàn toàn công lập, miễn phí từ nhà trẻ cho tới trên đại học, cũng như giáo dục thường xuyên với chất lượng cũng cao đấy. 81. Vào tháng 12 năm 2012, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh do nước này tự chế tạo lên vũ trụ, trở thành một trong số ít các quốc gia làm chủ được công nghệ vũ trụ. 82. Trên đường phố Triều Tiên không thể nào nhìn thấy bất kỳ đèn xanh đèn đỏ nào, hoặc còn gọi là đèn tín hiệu giao thông. Tất cả hoàn toàn dựa theo chỉ lệnh của cảnh sát giao thông. 83. Cô gái giao thông là cụm từ du khách quốc tế ưu ái dành cho các nữ cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở thủ đô Bình Nhưỡng. 84. Nếu bạn là nữ và muốn được trở thành một cảnh sát giao thông ở Triều Tiên thì cần đáp ứng điều kiện: chiều cao, thị lực và xinh đẹp. Hơn thế nữa, độc thân và nhỏ hơn 26 tuổi cũng là yếu tố bắt buộc. Đây là bộ mặt của thành phố, của quốc gia. 85. Có thể nói là không nơi nào chính phủ kiểm soát dân cư nghiêm ngặt như ở Triều Tiên. Những người có thể định cư Bình Nhưỡng đều đã được chính phủ lựa chọn cẩn thận, được cấp giấy phép, chủ yếu là những người làm việc trong cơ quan nhà nước. 86. Cho dù trong hiến pháp Triều Tiên có ghi quyền tự do ngôn luận, bầu cử dân chủ và tự do tôn giáo, nhưng mà thực tế những vấn đề trên dường như là hoàn toàn không dính dáng gì với đất nước này. 87. Ở Triều Tiên, việc bầu cử là bắt buộc đối với công dân, cho dù là cấp Hội đồng Nhân dân tối cao 5 năm một lần hay là Hội đồng Nhân dân địa phương 4 năm một lần. Người dân Triều Tiên phải mặc đồ trang trọng khi mà đi tới điểm bầu cử để bỏ phiếu. 88. Triều Tiên được xem là nơi đặc biệt mất tự do, nhưng mà cần sa không phải là mặt hàng bất hợp pháp. 89. Đối với Triều Tiên thì năm nay là năm 109, chứ không phải là năm 2021. 90. Ở Triều Tiên, nếu một người vi phạm pháp luật hoặc bị đi tù sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, có thể gọi là một người phạm pháp liên lụy cả nhà. 91. Để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh của Triều Tiên, ông Kim Chính Nhật đã cho bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang-ok và người vợ của ông là diễn viên Choi Eun-hye về Triều Tiên để làm phim. Rất là chất chơi người rơi đúng không nào? 92. Ai thì cũng phải cúi đầu trước lãnh đạo tối cao. 93. Du khách có thể quan sát thi hài của Kim Nhật Thành. 94. Bạn có thể sẽ bị cảnh cáo vì ăn quá nhiều trứng. 95. Nhìn ở nhiều góc độ, hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng như là bảo tàng thu nhỏ vậy. Nó được thiết kế ở độ sâu nhất thế giới, nơi sâu nhất lên tới 200m, trung bình thì nằm ở độ sâu 110m. Với độ sâu như vậy, nơi này còn có chức năng như một hầm trú ẩn hạt nhân, phòng khi chiến tranh xảy ra. 96. Trong năm 2014, Kim Dong-un đã cấm Chocopie bởi vì loại bánh này quá phổ biến và do Hàn Quốc sản xuất. Vì vậy, Hàn Quốc tung ra 50 quả bóng bay mang Chocopie vào Bắc Triều Tiên. 97. Quần jean xanh là bất hợp pháp ở Bắc Triều Tiên. Chúng được xem như một biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 98. Triều Tiên rất là thiếu điện vì thấy quốc gia này gần như hoàn toàn tối vào ban đêm. 99. Tàu hải quân Mỹ USS Pueblo đi thu giữ vào năm 1968 đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch ở Bình Nhưỡng. 100. Triều Tiên không có Internet và du khách bị cấm mang điện thoại theo người. Rất là hấp dẫn đúng không nào?
Và video đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe tại channel ngay lập tức để mà đón xem những video mới nhất của mình. Chân đây cảm ơn anh em.